We'll start in the chuyện collaboration của Suzette and Fuller. Đi vào cái đầu tiên luôn nhé. 55 cụm liền. Nhìn để học, không tí nữa ra mới làm được tập. Change is as good as a rest. Thêm Cái nghĩa thay nhé. đổi này nó tốt như Thay đổi còn hơn là không. Rồi. à. Change is as good as a rest. Tiếp. A train or car. Thay đổi suy nghĩ về cái gì? Đúng không? Cái này chỉ hiểu được. Thay đổi trái tim đấy. Thay đổi suy nghĩ về cái gì? Cũng dễ hiểu thôi. Kết thúc chưa? A dead end. Kết thúc, ngõ cụt, không lối thoát. Tiếp đến này. Cái khởi đầu của tồi tệ, thất vọng ấy. Disappointing start. Rồi, khởi đầu đáng thất vọng. Cái này cũng dễ hiểu. Đến. Khởi đầu kinh khoàng. Tiếp tục nó cũng sẽ là một khởi đầu tai hại. A fresh start, new beginning. Khởi đầu mới. Khởi đầu mới, good. A humble, modest beginning. Bản thân hai cái từ này nó có nghĩa là khiêm tốn này. Đó. Xuất phát điểm thấp. Cái khiêm tốn ở đây nghĩa là xuất phát điểm thấp, giống như kiểu là sinh ra đã ngậm thìa vàng ấy, hoặc không ấy. Rồi, xuất phát điểm thấp. Đi tiếp. Khởi đầu và nhiều biến cố chỉ Rồi, khi unsteady, không vững, khởi đầu bấp bênh cũng là abrupt, sudden and cái kết nó bị kiểu nhanh chóng, đột ngột, kết thúc nhanh chóng, đường đột. Abrupt bản thân thì mình phải có từ abrupt với sudden, nó đều có nghĩa là đường đột, vội vã rồi. Đây là bắt đầu. Encouraging với promising. Encourage thì là đầy triển vọng, đầy hứa hẹn. Rồi, khởi đầu đầy triển vọng, đầy hứa hẹn, khuyến khích và thúc đẩy. Khởi đầu đầy triển vọng, hứa hẹn. Theo đúng nghĩa Thế at the end of the day, kết thúc ngày gì? Ngày kết thúc thì bây giờ mình Ngày kết phải thúc. có một cái nghĩa khác nhé. Là sau cùng, sau khi mà mình đã suy nghĩ, cân nhắc một cách kỹ lưỡng. Cuối cùng thì at the end of the day, cuối cùng thì Bị at loose end là sao? Rồi, rảnh rỗi, dư giả, thời gian. Bản thân cái từ loose này có nghĩa là lỏng, lỏng hay còn gọi là rộng đấy. Thì là Đúng có rồi. thời gian dư giả, rảnh rỗi. Be at the receiving end of. Receiving là nhận, phản, hứng, chịu cái gì. Nhận thì trong trường hợp này là chịu. Be at the receiving end of, phải hứng chịu cái gì. Đi tiếp. Near Gần cái ones tết. at. Chẳng còn sống được bao lâu nữa. Gần gần cái tết rồi, nên dễ hiểu. Tất cả các từ đều rất rất là gần đúng không? Mình có từ breathe là thở. New life, cuộc sống Không mới. mới là gì? Vào collocation nó sẽ là gì? Mang lại nguồn năng lượng mới cho cái gì? Giống như là chúng mình hiểu là thổi luồng gió mới. Breathe new life into. Okay. Hay đúng không? Đây. Burn là đốt. The candle là nến. Đốt cái nến đến cuối cùng. Tóm lại là kiệt sức. Làm cái gì đến mỗi mà kiệt sức rồi. Burn the candle at both ends. Em đã nghe cái này bao giờ chưa? Em lần đầu tiên nghe vậy ạ. Rồi. Tóm lại là hình tượng hóa là đốt cái nến đến cái phần đáy của nó nhé. Thì Vâng. cũng cố hết sức. By faith and start. Xem luôn. Không đều thất thường, Từng từng thất đợt thường. một. Học học thuộc nhé. Fit. Công Fit nhận là sao vậy? từ này. Thực ra nếu mà fit thì dịch nghĩa thì nó sẽ là vừa vặn. Nhưng mà dịch nghĩa ra nó lại không hợp đúng không? Thì công nhận cụm từ luôn nhé. Không đều thất thường. By fit and stuff. Come to an end. Cụm này gặp nhiều lắm. Come Về to cái an end, kết draw to a close. Kết thúc. Đơn giản là kết thúc không? Bản thân từ an đã là kết thúc rồi, nhưng bây giờ nghe nó dài lắm một tí. Tức là come to an end, draw to a close. Đây. Dive in này. Hoặc là lộn jump nhào in vào feet.
bắt đầu thực hiện một cái gì đó một cách nhanh chóng, nhiệt tình. Tóm lại là mình nhảy bổ và mình làm cái gì luôn. Jump in feet first. Bắt đầu thực hiện một cái gì nhanh chóng, không cần suy nghĩ nhiều. Từ khác. Bắt đầu khởi đầu, bắt đầu từ đầu, bắt đầu. From the word go, rồi, ngay từ đầu, ngay từ lúc đầu, ngay từ lúc đầu. Âm mấy cụm này nó cũng chỉ xoay quanh giống giống thì nó luôn luôn thì nó đang chủ điểm về bắt đầu và kết thúc mà, nên nó sẽ nhưng toàn mà xoay quanh cái đấy thôi. tại tại sao mà tận 55 cụm chị? Ok, nó còn có cả một quyển sách nhé. Trong những quyển sách đấy thì nó có những Đấy, cái nhìn có hai mục ấy, thì 2.000 nó sẽ collocation có như nào. chia ra những cái mục như nào. Gain one à, đạt được mục đích của mình, đạt được mục đích của mình. Đi tiếp. Ừ, Em rồi, không nghĩ luôn nhá. Hiểu nhầm ý của ai, đơn giản là hiểu lầm bằng bet. tỏ, hiểu nhầm ý của ai. Cụm này thì đi thi gặp nhiều lắm. Get hold of the wrong end of the stick, hiểu nhầm ý của ai. Get Bắt off đầu một cuộc giữa khởi một start, khởi khởi đầu đầu ở thuận Mỹ lợi, xuôi chèo ăn khởi mà, đầu thuận không lợi biết yes hiểu đúng không? vâng. Get off giữa good start, tiếp này. Bắt đầu gì Bắt đầu rồi đó, let's start. get Let's underway được rồi. start. Chắc là không thể hiểu được đâu. Get the show on the road, bắt đầu kịp thời hoặc bắt đầu một điều gì đó. Rồi, bắt đầu một điều gì Get đó. the start of somebody. Lợi thế của ai. Get the start Lợi of thế. somebody, lợi thế của ai. Give something a new lease of life, đổi mới cái gì để nó kéo dài lâu hơn. Đó, tóm lại là đổi mới cái gì để nó kéo dài lâu hơn. Ai cũng rõ ràng. Vâng. Để kéo dài lâu hơn. Go back to square, go back to drawing board. Work, à, nhớ nhá. Có nghĩa là làm lại được gì từ đầu. Đơn giản là chúng mình quay lại từ đầu và làm lại. Go back Quen to lại mình nói square chung one, có go back to the drawing board. Hit the road, take to bắt the đầu road. rồi Thực đang ra trên cái đường à? cụm này nhá, là các em lớp 9 nên mình bắt đầu đã biết tiếng rồi. Có Có biết luôn. rồi chị Có luôn. à, thật đấy. Thì nó sẽ có một vài cụm thôi, tất nhiên là không thể học hết được, nhưng mà kiểu mình sẽ phải nạp dần. Hit the road, take to the road, bắt đầu rời một nơi nào đó. Tóm lại đơn giản mình hiểu lên đường, mình rời địa điểm A thì mình đến cái địa điểm B, bắt đầu lên đường thôi, tức là nó bắt đầu khởi hành. Hit the road, take to the road, tiếp này. Chắc là không thể hiểu được đúng không? Keep one end up, kiên trì theo đường mục đích đến cùng, giữ vững lập trường. Keep one end up, kiên trì. Đi tiếp. Fly a breath of fresh air. Cái này dễ hiểu thôi. Giống như hơi thở mới, hơi Đúng thở rồi. sạch. Đó. Ý tưởng mới. Có những ý tưởng mới, hành vi mới. Tiếp luôn. Lose strength, spare. Đang Mất luôn cơ hội nghĩa à? đồng xu lẻ. Nào, đồng xu lẻ. Nó thuộc. Bắt đầu một Make a fresh start, make a một cuộc khởi clean hành break, mới. bắt đầu lại được gì đó. Make a fresh start, make a clean break, bắt đầu lại một cái gì đó. Đi tiếp. Make Bắt an đầu một cuộc early hành start, trình sớm mà nó cũng là bắt đầu nhưng mà khởi bắt hành đầu cũng có sớm từ ấy. early ấy, thì là bắt đầu sớm à, và đi sớm. Kết thúc chưa? Make an end of, put an end to, chấm dứt, kết thúc. Make an end of, put an end to, chấm dứt, kết thúc. Tiếp. Rồi, make both and meet. Cái này khó này. Kiếm vừa đủ sống chứ không dư giả. Và cái cụm này ấy thì đi thi nó gặp rồi. Nó gặp rồi, nó cho đề thi đại học ấy. Make both and meet. Tóm lại là mình có từ make and meet là kiếm sống, và đi thi thì nó hỏi rồi. Cái từ and này chẳng hạn. Đó. Kiếm sống.
quan hàng. Cái này là câu chút được đến cuối cùng. Làm cho ai hoảng sợ, dựng tóc gáy. Dễ hiểu này, mình sẽ có ha là tóc, stand on là dựng, làm ai dựng tóc gáy. Makes one hair stand on end. Sang từ. Cuộc hành trình mới ạ. New blood là đường sinh khí mới. Blood là máu không? Thay máu, đường sinh khí mới. Không thấy no end inside. Rồi, không có hồi kết. Cái này học lòng nhé, thì nó cũng hay gặp. No end inside, không có hồi kết. Đi tiếp. Này cũng thế ạ. No end of, rất nhiều. Khó nhỉ? Rất nhiều. No end of, rất nhiều. Đang trên on hành end, trình kết thúc là chị. Liền, liên tục. Ok, khó đấy. On end, liên tục. Bên này là no end of, rất nhiều. On end, liên tục. Chẳng có từ nào mới nhưng vào câu thì lại thành ra khó, đúng không? Out with the old, in with the new. Đổi cái cũ lấy cái mới. Cái này cũng tương tương như kiểu một cái idiom. Đúng rồi, là out là bỏ sao? Ra, in with là lấy vào, đổi cái cũ lấy cái mới. Put the finishing touch on. Hoàn thiện. Khó nhỉ? Khó. Put the finishing. Bản thân từ finish là kết thúc mà. Hoàn thiện. Chạm được đến cái nút cuối cùng thì có nghĩa là hoàn thiện, mình được lên đấy nhá, dễ hiểu. Put the finishing touch on. Kết thúc gì? Break the end of the road. Rồi, đi đến cái đường cùng, cùng đường, không còn sức chịu đựng nữa. Tóm lại là đến đường cùng rồi. Hết sức rồi, không chịu đựng nữa. Break the end of the road. Lắc. Lắc thì đến lên. A shaking up, quấy động mọi thứ. Bản thân là mình rung lắc á. Ừ đấy, cái chỗ này mình định là quấy động mọi thứ lên. Rung lắc mọi thứ lên là quấy động mọi thứ lên. Thay đổi nhỏ. Thay đổi nhỏ thế này. Ừ, được. Trong trong trường hợp là train là động từ, còn trong trường hợp này train nó là danh từ, thì có nghĩa là tiền, tiền mệnh giá nhỏ. Tiền bắt đầu này không phải là idiom nữa rồi. Đơn giản là bắt đầu một vấn đề hoặc là nêu ra một vấn đề từ bình thường. Bắt đầu khi người khác ngủ à? Start là bắt đầu. Start out of somebody left. Giật mình, thức giận. Khó đúng không? Mình thức dậy ấy. Out of. Học thuộc, đọc nhiều nhá. Start out of oneself sleep. Giật mình, thức dậy. Quá nhiều. Start of quarrel. Gây chuyện, cãi nhau. Bản thân từ này có nghĩa là cãi nhau. Rồi, tiếp này. Ai đâu ạ. Start with clean. Hai từ này nó sẽ bằng nhau. Sit hay sleep. Tóm lại nó có nghĩa là, nếu như hai từ này thì nó có nghĩa là tấm. Nhưng mà trong trường hợp dịch thành collocation thì đây, có cơ hội làm lại từ đầu. Start with a clean sit hay là sleep. Start, get, set the ball rolling. Ball là bóng, rolling là lăn. Trong chỗ này là bắt đầu điều gì đó, và đặc biệt là đối với những thứ đơn nào cũng là bắt đầu luôn. Vâng. Rồi, cứ theo nốt nhé. Chắc chắn là mình sẽ có sự rối ở collocation đấy. Bởi vì đôi khi là dịch tiếng Việt nó không quá khác ấy. Nhưng mà em sẽ dựa vào ví dụ như ball rolling thì mình có thể chọn được ba từ này. Cũng có nghĩa là bắt đầu, nhưng những từ khác thì nó lại không có là the ball. The beginning of the end. Khởi đầu cho sự kết beginning thúc. Là bắt đầu, đúng rồi, nhưng mà là kết thúc, khởi đầu cho sự kết thúc. The end of one rope. Rope là kết dây. À. Bây giờ cái gì? Giới hạn chịu đựng cuối cùng của một ai đó. Giới hạn cuối cùng. The end of one rope. Đi tiếp. Nhiều nhỉ? Ừ. The end of the world. Cho nên là cái kết thúc cái gì? Thì kết thúc. Ngày tận thế, ngày tồi tệ nhất.
đúng không? Đây là ngày tận Đúng thế. Từ rồi. này cũng dễ này. À, bắt đầu một cái gì đó. Turn over là mình lật, mình chuyển. Mình chuyển nhá. Còn leaf này là lá. Mình chuyển thành một cái lá mới, người ta gọi là mình cải tà quy chính, làm lại cuộc đời đấy. Vâng. Turn over a new leaf, cải tà quy chính, làm lại cuộc đời. Rồi. Học nhá. Vào phần học để mình có thể nhớ bài hơn này. Rất là suy nhiều quá em, không kiểu nó không có sự giống nhau bởi ấy, vì thì nó không biết đều chỗ là nào collocation của khởi spot hành với cả kết thúc ấy, thay đổi còn hơn là không. gì được nhỉ? Trên it has good address à? A train is as good as a rat. Tiếp này. Thì ta cứ thử thôi. Change of heart. Rồi. A train of a rat thay đổi suy nghĩ về việc gì? Tiếp đến. Good. Dead end. A dead end. A disappointing start. Disastrous start. Là start đúng không? Disastrous. Get started. A fresh start. Đó nhưng mà khởi đầu mới. A Chọn fresh 1 hay start 4 nhỉ? này. Nên chọn 1 hay 4 này. A fresh start đúng không chị? Rồi, nó phải là a fresh start. Đấy, còn bên này, bên số 1 thì đơn giản chỉ là bắt đầu thôi. Còn nó có sự mới, a fresh start, a new beginning. Shaky cái gì unsteady start hay là Em nhớ humble nhá, với gì em nhớ cái từ unsteady nghĩa là nó không bền vững ấy. Nghĩa là người ta gọi là bấp bênh ấy. Khởi đầu bấp bênh nhá. Số 2 thì nó sẽ là vâng. khởi đầu bấp bênh. Chỗ này điểm xuất phát thấp thì mình sẽ có hai cái từ của từ thấp ấy. Là từ modest này này, nghĩa là khiêm tốn. Modest và humble thì đều có nghĩa là khiêm tốn nhá. Nên mình sẽ áp trong cái câu này là số 1. Thấp, khiêm tốn. Đây. Shaky vậy. Vừa nãy đây, bấp bênh. Rồi, ok. Cái số 4 ấy. Abrupt sudden, bản thân cái từ abrupt, cái từ sudden mình nghe được một rồi. Encouraging missing starts. Rồi. Suy nghĩ chín chắn à? Ghi đi, ghi đi. Người ta hay nói là cuối cùng thì tôi đưa ra quyết định gì đấy này. Nhưng sau khi mà tôi suy nghĩ một hồi, mấy được nhỉ? Mấy được? Thử nào. Sai lần sau Khó mình chị. thử 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 nghĩ đi, nghĩ. Em không biết kết Em đang phân tiền vân bao nhiêu? ở Nào, phân vân 50 50. em chỉ phân vân đúng một một với bốn thôi. Em Hay có là nhá. Em có the end of one rope. Rope là sợi dây và đến cái sợi dây cuối cùng người ta hiểu như là cái điểm mà mình chịu hết chịu đựng được ấy. Đó. Rồi. Tóm lại là at the end of the day. Không phải à, là cuối ngày mà là sau khi chúng ta suy nghĩ quá. hết. At the end of the day. Thì Chúng số 2 ta là gì? có thời gian rộng lỏng chính là cái chỗ Một là này gì? mấy không Dư dư thừa mà loose and be at a loose end. Bản thân cái từ loose có nghĩa là lỏng, em phải nhớ được một từ thì nó mới sẽ dễ nhé. Loose là lỏng, quần rộng á, rộng từ lỏng. bốn nhỉ? Phải hứng chịu, rồi hứng chịu mình chỉ cần nhìn thấy cái từ receiving ở đây là Thì gần kề miệng hố đây.
sự kết thúc của một ai đó này. Cái số 4 ấy chị. Đúng rồi, the near one. Nhiều ghê á. Này. Nhiều quá chị ơi. Mang lại nguồn năng lượng mới cho cái gì đó. Breathe new life Great new one. Kịch quệ. Burn the candle at both ends. Burn the candle. Candle là nến nhá. Các bạn phải biết cái từ đấy để mình hình tượng hóa nó ra thì mới dễ được. Burn the candle Em mặc dù hình tượng nhưng em không hình dung được. Không, đều thất thất thường từng đợt một. Chọn đáp án số 4 nhá. Hơi khó. Là it and stop. Cái này tôi không nhớ được. Nhớ được. Đấy, bỏ qua. Kết Kết thúc thúc. là một là chị. Make an end. Đây này, cái gì cả cái này đều nghĩa là kết thúc đây này. Come to an end, đến với kết Đều thúc. có nghĩa là kết thúc nhá. Đúng Make rồi. an end or put an end to come to an end, draw to a close đều nghĩa là kết thúc. Sẽ có những cái quiz mà nó để cùng một nghĩa đây này. Rồi đi tiếp. Ôi. Hit the Không ạ. road Hit the road là chúng mình bắt cái 4 đầu đấy chị hành ạ. trình rời từ chỗ này. Mấy? À không, Nghĩ cái kỹ số 2 chị ạ. đi. Cái số 4 thật Chúng là ta gì? bắt đầu chúng ta gọi là gì nhỉ? Khó thế. Không cần suy nghĩ. Chúng ta một phát chúng ta nhảy chân vào làm luôn kiểu một cách nhiệt tình ấy. Nhớ nhá. Tí nữa là sẽ lặp lại những câu mình sai đấy. Không không from the Định. ngay từ đầu là from the wood go đó đúng rồi from the wood trên one end kết thúc là Đây đúng thế gì không? chắc thế Kiểu dive là gì? dive dive. Là một cách nhanh chóng nhiệt tình, không lo lắng. Jump. Đúng không chị? Ủa sao nhiều ấy? Dive Hiểu lầm hoàn toàn xe mét. Một đã. đúng rồi. Cụm này nhá. Let hold the long and untwist Hai, ba. chốt 3. Get off to a good start. The Chỗ này get started. Chỗ kia là khởi đầu mới thì mới là như press started. Bắt đầu kịp thời. bắt đầu kịp thời hoặc bắt đầu một điều gì đó. Thế là ba. Tóm lại là bắt đầu. 4 là 3 hay là 4? Bốn. Nó đều là cái stop mà. Yes. Rồi thế hơn ai? Somebody đúng Một triệu. Rồi, enter start of somebody. À, cái số 1, 1 đấy chị. Give something a new lease of Làm lại gì life. đó từ đầu Quay lại bước go đầu back tiên. draw back Đúng rồi. hai Go back to square one. Go back to the drawing board. Được hơn một nửa rồi đấy. Này. hit the road ạ. Đúng rồi, Take hôm nay gặp the nhiều road. hitter lên đường. Keep one end up. Ai đó hoặc cái gì đó như những ý tưởng hoặc hành vi mới. Loại trừ Make 4 đáp án đi. Mấy được. Sẽ có những cụm đã làm rồi, nó sẽ loại ra.
Mình có cái hình tượng hair stand on end này, nghĩa là mình sợ dựng đứng tóc gáy. Rồi the end of the one throat, tóm lại là cái sức chịu đựng cuối cùng của ai. Còn một và hai chẳng mấy được. À, một ạ. Hai nhá. Yeah. Lie a breath of. Vô lý quá chị ạ. Không vô lý cái đâu. Kia lấy mà. Đã. Cái đồng xu lẻ thì sẽ nhớ đến hai từ. Tất nhiên là mình có trend là thay đổi đúng không? Trong một trường hợp khác cái trend có nghĩa là đồng xu. Ừ. Tiền lẻ nhá. Trên it as good as red. À đâu 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 đâu. Đúng Lose rồi, nó phải là bố. À ba. Mệt quá. Bắt đầu lại việc gì đó. Không, mình vừa sai ấy. Nào nhỉ? À không, Là cái gì? Không, mình vừa sai đâu. Bắt đầu lại. Một nhá. Make a fresh start. Em phải đọc hết đáp án em mới chắc gì. Đi sớm. Bắt đầu sớm. Ý là Ba đáp ba. Make an early start. Tóm lại là cứ phải học được cái từ make đi, cái từ start đã. Còn tính từ của nó kẹp ở giữa thì tính sau. Chấm dứt hai ạ. Ừ, rồi, make an end, put an end to. Một ạ. Ui, còn tận 20 cái nữa các chị ơi. Make both and meet ạ. Ừ, kiếm sống đấy, người ta gọi là Make kiếm vừa đủ sống đấy, make both and meet. one hand stand on end. New blood ạ. Đúng rồi, đúng quá. Nhìn chung là sẽ có một vài cụm là kiểu em cũng biết rồi, không có hồi kết. Cũng dễ thì không phải phân tích làm gì rồi. Không có hồi kết, no end inside. Rất nhiều. No end of. Liên tục. Mấy cái từ liên quan đến tự an đấy. On end gì ạ? Cái số 4 ấy. Out with all, in with new. Cũng dễ nhớ mà đúng không? Mình sẽ có out with, in with, all new. Hoàn thiện. Ba. Chạm được đến cái điểm cuối. Đường cùng. Hit the road ạ. Nào nào nào, mình vừa làm hit the road là bắt đầu chuyến hành trình, bắt đầu đi từ nơi này đến nơi khác. Nhanh là lần nhá, không phải một đâu. Ba. Mấy? Break the end of the road. Check kia. Ừ, rồi. Check đi nhá. Vẫn là small tiền. Change. Ừ. Quarrel là cãi nhau. Cái này là cãi nhau. Còn mình sẽ chọn là start a problem, bắt đầu một vấn đề thôi. Chơi đến lúc cãi nhau. Bốn. Rồi, start out one sleep. Nó cũng khá là có thể tưởng tượng được không? Gây chuyện cãi nhau. Ba vậy. Ừ, rồi. Start problem. Mấy từ nữa là hết bài. Cái số 1 đúng không chị? Nào nào, cái câu này. Có cơ hội làm lại từ đầu. 3 4 nhá. Start. Hey. Cái từ đấy tí nữa em vào bài thì em sẽ thấy nó nằm ngay cái phần bài tập của mình câu đầu tiên. Hay là dọc đi tiếp ạ. Bắt đầu với những bốn lớn lao. Nó cũng là bắt đầu. Nên nó cũng gần rất là gần. Khởi đầu cho sự kết thúc. Thì rất dễ hiểu ba rồi. Dạ. Beginning of the end. Dịch nghĩa đen luôn á. Giới hạn chịu đựng cuối cùng. Một chị ạ. End of one draw. Và ba. The end of the world. Từ cuối cùng. Cải tà quy chính, làm lại cuộc đời. Ba, Nghĩa là mình ba. Chuyển thành một cái lá mới. Turn over a new leaf. Rồi. Yes. Okay.
quên đọc. Làm bài. Nhìn chung là nó có 50 cụm liền đấy, nhưng mà bài tập của mình thì chỉ có 20 câu thôi. Không nhìn lên nữa nhá, không nhìn lên. À, thế là gì? Chỉ có 5, chỉ có 20 câu thôi à? Có 20 câu bài tập. Thế câu kia đâu rồi? 20 câu bài tập. Những câu kia nó đôi khi là nó kiểu không thông dụng lắm ấy, mặc dù nó sẽ liệt kê theo dạng là đầy đủ nhất thôi, còn bài tập thì nó sẽ không hết. Rồi, bắt đầu từ số 1. It is not often you get the opportunity to start over with a clean sheet. Nghĩa là mình sẽ có hai cái từ để bằng nghĩa nhau đúng không? Start over with a clean slate là gì? Mới mẻ, sạch sẽ như vậy không? Đây đây, nghĩa lại nghĩa một chút nhá. Có cơ hội làm lại từ đầu. Rồi, start with a clean sheet of slate, có cơ hội làm lại từ đầu. Xong câu một, chuyện. Hai. This proposal. Proposal turn, là cầu hôn. Turn it. Rồi, tại sao lại là turn? Em nhớ là thế. Cụm gì? Đúng rồi đấy. Turn into a new leaf. Turn into a new leaf rồi. Nghĩa là mình bắt đầu mới, khởi đầu mới là cái chính. Xong. We need to get this project started as soon as possible. I'm hoping you will help me keep the ball rolling. Được không? Nhớ cụm nào? Get the ball rolling. Có gì cái mà cái gì mà to tát này? Khởi đầu thôi, khởi đầu. Đúng rồi, đúng rồi. Thế lại nhớ một chút, cũng là bắt đầu. Cũng là bắt đầu. Đấy, điều lớn. Nào, rồi, get the ball rolling. Thế thì ngoài cái từ get the ball rolling ấy, thì mình sẽ còn một số từ nữa là give hay bring hay keep. Thử nào. Thế lại nhá. Get này, set này, và một từ start. Tất cả cái đều đi được với nhau. The ball rolling. Trong này nó có cái gì? Trong này nó có set đúng không? Thì mình chọn set. Đó. Đó. 3 đi, xong. 4. The agent gives. Got started on Saturday. Get away. Sorry, get underway bằng với get started. Rồi. Nhưng mà thuộc nghĩa không? Get away. Nó bắt đầu ấy chị. Get away và get started bắt đầu thôi. Quan trọng là học được hai nghĩa của từ này thì tôi còn get away bằng với get started bắt đầu, còn không cần phải nghĩ nhiều, câu này nó hoàn toàn có thể cho học cần đồng nghĩa luôn. Tiếp. The new business là bắt đầu từ early start. Middle export order. Được, khởi đầu sớm ấy không chị? Get off to a good start. Khởi đầu một cách thuận lợi. Người ta gọi là thuận buồm xuôi gió. Thuận buồm xuôi gió. Get off to a good start. Thế thì good ở đây nó sẽ là có thể là gì được? Không thể là bay, không thể là sớm. Mà mình chỉ dùng cái từ là convenient thôi nhé. Thuận tiện. Tốt. Bốn thứ sáu. Số 6. Đó sẽ là chị. The business had a khởi đầu lại khởi đầu như nào đó đấy. Unsteady. Là gì? Steady là gì? Đúng rồi. Steady gì? Là gì? Có mạnh nghĩa của cụm này là gì? Nhiều sóng gió nhỉ. Rồi. Steady start khởi đầu bấp bênh. Đúng không? Vì nó có steady là không bằng thẳng á. Khởi đầu bấp bênh rồi. Rung lắc, khởi đầu có sự rung lắc không bằng thẳng. Rồi unsteady start. Rồi nhá, đi tiếp luôn. Vậy.
Giới thừa ha. Nhưng mà em mình chỉ cần nhìn cái cụm thôi. Put the fishing torch, nhớ lại cái gì không? Mình có là chạm Ho được đến cái điểm cuối cùng của on ạ. rồi chạm được đến điểm cuối cùng của gọi là gì nhỉ, thành công mà điểm đến cuối cùng rồi. Bây giờ cái touch on xong này đi tiếp tám. Chứ sai bị đâu rồi, nó ở chỗ chỗ quy quy lết chưa. Ok đây 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 nhìn được rồi đúng không? Và at the short visit, they took the road. They Take the road có nghĩa là chúng mình khởi hit hành. hit the Ok, take the road bằng với hit the road, chúng mình khởi hành, chúng mình lên đường, đi từ đâu sang đâu. Xong. 9. road. The explosion at the factory was the start of the end for our company. Nào. Beginning Đúng rồi, start chỗ này phải là khởi đầu beginning cho sự kết thúc đúng không? Cái explosion, cái vụ nổ, cho vụ nổ của nhà máy này là khởi đầu cho sự kết thúc công ty của chúng tôi. Rồi, the beginning of the end nhá, khởi đầu cho sự kết thúc. Ý là cái sự kiện này nó châm ngòi cho những cái kết thúc đằng sau. Đi tiếp. People keep dumping their trash on the cook cup or in the neighborhood, and they seem to be no end Biết lại nghĩa trước nhá, là in không có hồi kết. no end in did No end in sight. no. Cái này vẫn khó rồi. Hả? Rồi, viết Tít lại nghĩa nhá. tít Viết hẳn tít đây. kìa gì chứ No thế end in sight. Không có thể kết. Rồi. Không có hồi kết. Tóm lại thế là tại mọi cái lái người xe là cũng giữ gì cái việc là vứt rác đấy vào cái khu vực xung quanh hàng xóm, thì nó là một cái việc dường như là không có hồi kết. No end in sight. vâng. 11. À, đây. Ask the em quên mất rồi chị ạ. Rồi, cái này của mình á là viết lại nhớ một chút nhá. Mình sẽ có là come to an end bằng một cái cụm đó là draw to a close, kết thúc. Nhìn với chị nào, các bạn là come to an end, draw to Quen ạ. what, quen Quen á, ạ. quen á, tinh nào, tinh mắt nào, mắt mắt làm sao đây? Alo, chị bảo là draw to close, drill. Close. Rồi, đó, đây nào, Em các không nhìn thấy là bạn sao? thấy nhá. Khi mà buổi concert nó kết thúc, đúng không? Đáng nghĩa bình thường, ví dụ mình nói là at the concert finish, kết thúc chẳng hạn. Nhưng mà đây bây giờ mình lại hay ho, mình thích dùng mấy cụm là at the concert come to an end và draw to closer. Nghe nó phải hiểu, ý mình phải hiểu thì mình mới hiểu nó nói gì. Rồi, the leader singer thank the fans for their support. Không có gì cả, không có gì luôn. 12. I like moving to a new city because you can make a fresh start. Cái chỗ này ấy, đấy, nó ngoài cái việc là mình có fresh start thì nếu mà mình có good start cũng dùng được luôn nhá. Rồi, fresh start. I know you are nervous about starting school, but you just need to Cái cụ mà chúng mình hăng hái đây làm một là cái gì đấy mà nhảy bổ vào làm không cần suy nghĩ ấy. jump in feet first là gì? Rồi, jump in feet first. Đấy. Tôi biết là bạn lo lắng về việc là bắt đầu trường học, nhưng mà bạn cũng chỉ cần là cứ làm đi ấy, và cố hết sức, không cần nghĩ nhiều. Jump in feet first và dive in. Mong là nhớ nhá, không cần có thải. 14.
It rained continuously for the first 3 days. We were in Miami, a bit of a disappointing start to our vacation. B hả? B hả? Em vừa đọc B đúng không? Disappointing đúng không? Vâng, đúng rồi. Tại sao lại là disappointing? Không phải nhá. Không phải đâu. Không biết em thấy có cái từ start hay em nhìn cái từ disappointing. Nên em nhìn ra cái cụm có cái từ có cái cụm disappointing start này. Khởi đầu đáng thất vọng hay là khởi đầu deadly start ạ? Đấy, chỗ này nó có hai trường thái đây. Nhưng mà giờ chị chưa chốt đâu. Chị cũng chưa chốt đâu, đúng không? Bởi vì là mình có cả trường hợp là deadly này, rồi disappointing, rồi là sadly đấy. Để xem chỗ này nó là khởi đầu thất vọng hay là khởi đầu một cách khởi đầu để dẫn đến cái điểm cuối cùng đó. Có mưa gì ạ? Nó mưa tiếp tục à, trong khởi vài đầu ba thất vọng ngày. rồi. Rồi, ok, thế chọn là disappointing start này. Ok, thì em làm nhá. Thế còn deadly thì sao chị? Deadly là khởi đầu cho sự chết chóc. Chết chóc, nghe nó nặng nề quá. Thì ví dụ như là chết chóc phải gì? Giống như là mưa thì dẫn đến sự chết chóc của các loài động vật, thì mưa axit nhiều thì nó sẽ dẫn đến À, chết. nghe hợp lý đấy nhỉ? Đó, nên nó sẽ hợp lý thôi. Tôi đã phạm thôi, 15 này. Không phải là cái ngày cuối cùng của tôi á, mà ý ở câu này là sau khi mà tôi suy nghĩ hết rồi á. My rope à? Không, không phải là giới hạn cuối cùng của tôi mà dùng cái từ rốt. My my day chưa? Rồi, at the end of my day. Sau khi mà tôi suy nghĩ, sau khi mà tôi suy nghĩ kỹ rồi. Đó, at the end of my day. Rồi. Sao? Deal with the housing fail too, so I'm afraid we are back. Back to the square one. Go back to the drawing board. Nghĩa là gì nhỉ? Quay về điểm xuất phát đi. Rồi, làm lại làm lại từ đầu đi. Làm lại từ đầu. Đối mặt với lại the housing fail true, so I'm afraid we are back to the drawing. The housing fail true là gì vậy? Rồi. Fall là đổ sập, cái việc sập nhà. Cái housing cơ. The housing là nhà, nhà bị đổ sập. Cái gì mà nhà bị đổ, bị sập. Ơ thế cái housing này bây giờ nó là cái là loại từ gì? Là loại từ trong trường hợp này là the housing là vẫn là danh từ, vẫn là danh từ. Vẫn là danh từ. 17 nó có cái gì đây? À, nhìn nhá, em thử nghĩ xem cái gì đấy liên quan đến trường nêu đi. Đó. Ý là một luồng sinh khí mới. Đấy, new blood ấy. Rồi nhìn lại câu một chút này. Mình có the new blood, luồng sinh khí mới ở trong cái độ nên được tăng lên để mà cái cơ hội chiến thắng trong cái lần game mới. Tóm lại là tinh thần nó phải được sốc lên thì mới thắng được. Rồi. 18. Sorry for the delay, Fox. I think we are ready. We're ready to get the show on the road. Cái cụ mà get the show on the road. Chị ơi, cái Fox thì là cái gì? Quên mất cái từ ấy rồi. Từ. Cái bắt Fox này. Bắt đầu. Đi nói nhá. Get the show on the road. Bắt đầu. Rồi. Điều gì? Phóc là cái gì nhỉ? Phóc ở đây nó giống như là một cái gọi là gì nhỉ? Tên nhạc cái sao? Không, trong trường hợp này thì mình sẽ hiểu là cái vì gì ấy? Ta bị trì hoãn thì những cái người ta đợi, ví dụ trong văn phòng mà những cái người ta ngồi cùng bàn mình, ví dụ người ta họp ấy, thì sẽ bị toàn thể những cái hội họp nhóm hoặc là ban nhạc. Nhìn lại một chút, chị cho nhìn lại ở phần này. Ví dụ như là nó có Foxtail. Chuyện này Popular US songwriting. Không, cái này nó bị dài quá. Đấy, tóm lại là mọi người. Mọi người. Những người còn lại. Other people. Nói chỉ những người còn lại nhé. Bắt đầu kịp thời điều gì?
Get the soul on the drop. 19 này. Mary has been burning the candle at the boat. And A hay B? Suy nghĩ kỹ nhá. A hay B? Để ý cái này, phải để ý. Boat, boat thì phải có S đằng sau, phải là N. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Còn A thì khác đấy, mình có hai cái đấy. Rồi, Mary thì đã kiệt sức khi mà học cho bài kiểm tra. Rồi bây giờ thì cô ấy ốm. Burn the candle at the boat. À, bị kiệt sức. 20. My mom got the... Hiểu nhầm ý của ai nhá. Cái chỗ mà get wrong the stick thì get the gì? Get the wrong. Got the wrong end. Get the wrong end of the stick. Hiểu nhầm ý. Mẹ tôi hiểu nhầm ý và nghĩ rằng là Jim thì là bạn trai của tôi. Get the wrong end of the stick. 20 cụ. Nhìn chung là hiện tại thì ví dụ làm nhanh thì thấy ok, nhưng mà không biết là nếu mà em tự làm nó sẽ đi đến đâu. Tự làm đi đến đâu. Tự làm thì đi đến đâu thì cũng chưa biết đây, đúng không? Bản thân là mình phải tự đối mặt đấy. Còn bây giờ mình sẽ nhìn lại phiếu, rồi mình nhìn lại phần quiz thì mình cảm giác như là mình sẽ dễ nhớ và mình nhớ được ngay cái lúc đấy. Còn lúc sau, về sau thì mình chẳng nhớ, mình quên rồi. Rồi, đấy là về phần start and finish. Thêm một phần nữa đó là success and failure, thành công và thất bại. Cái này ngắn hơn nhé, có 37 cụm thôi. Nên là tổng nên 37 cụm á chị? 37 cụm thôi, tổng nên học thì có 80 cụm. Làm có 40 câu, nắng mặt. Nào đi, tiếp tục. Đây, sang phần quiz là tiếp. Thành công và thất bại cụm nhỉ? Ừ, thành công và thất bại. Thế thì nó sẽ có đến cái thành công mình phải mường tượng trước là gì? Nó sẽ có thành công rực rỡ này, thành công phúc chót này, thành công nhẹ nhẹ. Thì đây nhá, ngay cái từ đầu tiên là be a holy success này là một. Rất thành công trong quá khứ. Rồi, đã rất thành công trong quá khứ hoặc trong quá khứ. Tên là trong quá khứ. Đi tiếp. Cái này sao chị? Dramatic. Bản thân cái từ drama là nó hơi gây cấn đúng không? Improve là tăng, cải thiện đáng kể. Học cái này nhá, để là mình áp dụng trong cái phần mà em viết ý, là em sẽ miêu tả ấy, nó có cái sự tăng nhẹ hay là tăng đáng kể ấy. Đúng là rồi, cái rồi. Từ dramatic improvement, đúng không? Ví dụ như là nó từ một phát nó đi từ dưới này nó đi lên thì là dramatic, nhưng mà nó đi nhẹ 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 như thế này thôi thì lại là dùng từ slide hay là cái gì đấy improvement, gia tăng nhẹ, hiểu rồi đúng không? Grow slightly. Đây này. Highly effective way. Cái phần này dễ hiểu thôi. Success and failure rất là dễ hiểu luôn. Highly effective way. Bản thân từ effect là hiệu quả. Highly ở đây là một cách có hiệu quả cao. Hiệu quả cao. Hiệu quả lớn. Thế tóm lại là rất rất là hiệu quả. Highly effective way. Yep. A receipt for disaster. Ơ, hôm trước gặp rồi mà. Em nhớ. Quay lắm chị. Công thức để dẫn đến thất bại ấy, nghĩa là đúng rồi công thức dẫn đến rủi ro á. Ừ đấy, cái gì cái này chắc chắn sẽ dẫn đến rủi ro thôi, nhưng mà bạn không nghe tôi thì kiểu gì nó cũng sẽ là a recipe for disaster. Dịch dễ thôi nhá, không có gì khó luôn á, đừng có nghĩ gì xa xôi, cứ phải success and failure dễ lắm. Success story câu chuyện thành công rồi. Ừ, nhưng quan trọng là mình phải hiểu được cái từ success này nó là danh từ nhá, thì nó sẽ là hai danh từ với nhau á. Sự thành công. Không không, mình chỉ cần là câu chuyện thành công thôi. Câu chuyện thành công có thể là người, có thể là vật, nhưng tóm lại là đi thi ấy, là nó cho cái từ success này này, xong rồi các bạn rất dễ viết thành được cái successful story ấy. Bởi vì các bạn ấy nghĩ là tính cái danh từ ấy, nhưng mà thực ra đây là phải hai danh từ đi với nhau. Đi tiếp. Nó vừa tiêu cụ một người nó biết. And express accomplishment. Thành tích ấn tượng. Impress là ấn tượng. Accomplishment là sự hoàn thành, hay còn hiểu một thành tích. Rồi, thành tích ấn tượng. Tiếp. Success là thành công. Không dự đoán được. Đúng rồi, không dự đoán được hoặc là không dự đoán trước đấy. À, thành công chưa từng có, đều được nhá. Tiếp. Cái kết quả cuối cùng. Giải pháp. Resort là giải pháp hả chị? Đi tiếp này. Cái này quen lắm này.
À không quên. Mình cố gắng thì đến lúc mình sẽ có bear first. À, Đi đến ngày đúng rồi, hải đúng rồi. quản. Cố gắng thì Rồi. đến ngày hải quản rồi đi tiếp. Mang ra cái tốt nhất. Ừ, nghĩa là chỉ ra sâu ra những điều tốt nhất thế thôi. Bring out scratch dễ mà, cái phần này dễ Hoàn thành thất bại. lắm. Rồi đó, các bạn hoàn toàn thất bại được được nhá, bởi vì đúng. Tóm lại là mình có hai từ này, đây không phải một từ nhá, mà đây là hai từ này bằng nhau. Crowning achievement, remarkable achievement, tóm lại là cũng là thành công đấy, và trong chỗ này là thành quan trọng đáng kể. Vâng. Bản thân crown là vương miện, nghĩa là nó rất là hoành tráng. Remarkable cũng có nghĩa là đáng chú ý, ấn tượng, thành công, thành tựu, đáng chú ý, ấn tượng. Chắc chắn là cái chỗ này là hy vọng của ai đó rồi. Có từ dust mình chưa biết thì mình không làm được thôi. Làm cho ai đó từ bỏ hy vọng. Ý là dập tắt hy vọng của ai đó cho nó dễ Vâng. hiểu. Failure lại là thất bại rồi. Cái từ doom này Mệt có nghĩa là mình cam chịu tất cả thất bại. À, rồi. Kiểu gì nó cũng sẽ dẫn đến thất bại. Doom rồi. Câu này em dịch thì nó y nghĩa tận đen, hưởng thành công. ăn mặc để thành công, nghĩa là đúng Ok. hơn nhé, chỗ này dịch là mặc đẹp để thành công. Dress for success, làm gì thì làm đúng không, có thể đẹp đã. Dress for success. Vâng. Fall là thất bại. Miserably, thất bại thảm hại, dễ hiểu mà, hiểu không? Có Miserable. gì Hiểu, hiểu. Đây. à, Thành công dễ lắm. vâng, tận rồi, rồi À, kết là hợp xuống với thành cả công danh từ và tính từ thôi. Những cái tính từ, ôi giời, thành công lớn, thành công ấn tượng, dùng được hết. Rồi, có thành công lớn từ giữa trong đời mình dễ nhá. Chắc cái cụm này khó, nhưng mà nó hay dùng. Và bản thân cái đề thi năm 2010 8 và đại học nó đã thi rồi. Hit a home run, hoàn thành xuất sắc. Có thể là vâng. dễ nhớ lắm nhưng mà rồi, hit a home run, hoàn thành xuất sắc. Đi tiếp. Mình có Thế thể hiểu hiểu nhưng em cái không dịch. đấy sao. Nếu mọi cách không được, tóm lại là khi tình huống xấu nhất. If all else fail, nếu mà tất cả đều thất bại, hoặc là nếu mà điều tồi tệ nhất xảy ra, if worst come to worst. Hai từ này không phải đánh sai chính tả nhá, mà cái từ worst này nó ở so sánh hơn. Nó có từ bad á, nó có từ bad và nó so sánh hơn á. Và cái từ worst này có nghĩa là tồi tệ, cũng có từ bad nhưng mà nó là so sánh nhất. Từ tồi tệ hơn nó trở thành tồi tệ nhất, tóm lại là nếu mọi thứ trở nên tồi tệ nhất, tình huống xấu nhất xảy ra. Okay. Đó. Đi Trong cái túi tiếp. Ừ. Đúng không? Trong tầm tay. À, it sao phải in the end à? is In the hand này lại in in the bag, in the chìa khóa thành công ạ, chìa khóa để thành công. dễ quá, chủ thành công. Chỉ xong. Cũng dễ luôn. Mất đi huyết huyết thanh, Cái mất gì? đi cái nớp là cái gì nhỉ, cái gì nớp Nervous đây. Nervous là tính từ lo lắng. Thì bây giờ là sự mất tự tin là gì. tóm lại là lo lắng. Lose lo lắng đi. Vượt qua vậy ạ? Ừ, mà không chỉ là vượt qua đâu, mà nó còn là Phá đột bất ngờ phá. Em phải nhớ được ok. cái từ breakthrough nhé. Bởi vì nếu như chủ điểm mà nó lên liên quan đến technology, công nghệ ấy, rồi liên quan đến science, khoa học ấy, thì nó Vâng. kiểu gì nó cũng sẽ nói đến cái từ breakthrough, là đột phá. Đột phá. Và trong bài đọc ấy nó sẽ có những cái từ, ui tự nhiên ông này không bị phát minh ra đâu ấy, nhưng mà tự nhiên ông ấy breakthrough, ông ấy tự nhiên đột phá nghĩ ra ấy, nó sẽ tạo thành một cái gì đấy. Đột phá. Vâng, ok. Tạo ra một cái quá trình tốt. Nghĩa là tiến bộ. Cái này phải thuộc nha, nó còn gặp đấy. Make good progress, tóm lại là chúng mình leo bậc thang được, mình tiến bộ dần dần. Make good progress, gặp luôn nhiều lắm.
Phong độ cao. Có phải phong độ cao mà. Chắc chắn là performance thì làm thể hiện biểu diễn rồi. Không biết thì mình sẽ check cái từ Đi đấy mà mình vừa có nghĩa bên kia rồi nhá. Bây giờ xem luôn là phần sau đó cái gì. Không tốt. Not very good. Ở một tính mức độ từ trung bình. Đấy. Mediocre. Performance tóm lại là nó chỉ ở một trình độ. Bản thân cái từ ở thôi tóm lại là nó ở mức độ trung bình. Lúc nãy thì mình có kịp sống. The need of. Bây giờ là meet the need, meet the demand. Đáp ứng nhu cầu. Được rồi đó. Rồi. Meet the need of, meet the demand. Bản thân từ modest lúc nãy mình cũng có cái điểm mà chị còn nói cái việc là sinh ra ngậm thìa vàng, sinh ra bạch đích với lại là sinh ra khiêm, gọi là điểm xuất phát khiêm tốn đấy. Thì lúc nãy mình cũng có từ modest, humble, soft, nghĩa là bắt đầu khiêm tốn. Thì bây giờ là modest, sơ sát, nghĩa là thành công mà cũng khiêm tốn, cũng hạn chế, cũng nhất định. Nó cũng là một nghĩa của từ modest, có nghĩa là khiêm tốn thôi nhá. Chốt nhá, chuyển. Đây, làm cái gì cũng thế, no pain, no gain. Không đau đớn, không ấy, không Đúng rồi, không đau đớn là không có thành không cao có. quả ấy. Đúng rồi, có câu máy khác có ngày nên kia. Không có đau thì không có thành quả, dễ hiểu thôi. Chuyện thành công ngoạn mục nghĩa là cái từ phenomenal có nghĩa là hiện tượng đấy. Thành công một cách tạo nên hiện tượng nghĩa là thành công ngoạn mục, dễ hiểu. Chuyện cái này em hiểu được thì em sẽ làm dịch đúng và nhớ bài này. Mình có rich là giàu và mình có rác là rẻ. Từ rẻ đến giàu nghĩa là chúng ta từ người tay trắng làm nên sự nghiệp lớn. Rack to rich. Rất dễ hiểu đấy. Cái rẻ rách. Và bên này là thành công. Rồi. Tay trắng làm nên sự nghiệp. Rack to rich. Đi tiếp. Phòng tiến bộ, phòng cải thiện, phòng cải thiện. Bây giờ là chỗ này là improvement là cải tiến và room là phòng. Thì bây giờ mình sẽ hiểu là có khả năng cải tiến được, có khả năng tiến bộ được. We have room for improvement. Không phải là có khả năng. Bây giờ mình không dùng cái từ là possible, possibility, nhưng mà cái từ đấy cũng là khả năng đúng không? Đấy, mà mình sẽ dùng cái từ khác. Room for. Đây. See the light at the end of the tunnel. Tunnel là đường hầm, nghĩa là chúng mình đi đến hết cái đường hầm và chúng mình thấy cái ánh sáng, nghĩa là gì? Em hình dung ra được cái khoảnh khắc đấy nhưng em không biết là kiên trì asset thành công. Dễ hiểu đúng không? Đang nói đến thành công và thất bại nhá, nên chúng mình nhớ kiên trì asset thành công. Tiếp. Stimulate cũng là thúc đẩy, promote cũng là thúc đẩy. Thúc đẩy sự phát triển của cái gì? Cái này dịch đúng nghĩa đen, không có gì cả. Stimulate, promote the development of. Được không? Bài nhá. Có hai Ok, từ này ok. không? Thì tiếp. Em tưởng promote là nâng cao. Ừ thì nâng cao thì nó cũng có thể là thúc đẩy cho chị được cái. Cũng là tăng mà. Tóm lại nó đều là một cái tên đi lên nhá. Đều là tăng. Đây. Chắc không nhớ đâu. Em không biết ui, đúng rồi. Cái này khó. Nó chẳng liên quan lắm nhưng mà khó nhớ đâu. Thiếu không chính đúng, xác. thiếu chính xác. Cái tóm lại là không đúng hay là thiếu chính xác. Ơ, từ từ. Em tỉnh tỉnh một chút nào. Không đúng nghĩa là không đúng thì bằng với việc là không chính xác mà. Mà không chính xác thì có thể nói theo một cách Vâng. khác mà. Mà nghĩ nhau. Ok. Ừ, Em tỉnh. in the respect. I win the respect of somebody. Dành được sự tôn trọng, cảm tình của ai. Win là thắng ấy. Còn quan trọng là mình phải biết cái từ respect là tôn trọng đã. Còn một chút biết respect thì làm sao mà nghĩ You được. win the respect of me. Thế có phải đúng không chị? Được. Không, ví dụ Đó. như là mình sẽ dành cái sự tôn trọng của người khác thì nghe nó sẽ chuẩn hơn. Yeah. I win the respect of the children. I win the respect of the. Ơi, không được nói you win the respect of me vậy. Không. Somebody ở đây là phải người khác khác mình nhé. Ồ.
Chủ ngữ là phải là ai, hoặc là tất nhiên là chủ Em tưởng ngữ phải cứ là she là he ấy. vâng. À hoặc là me. Ừ, cái này là she win the respect of me. Cũng được, cũng được, được, được. Nhưng mà không, ý là không không dùng cái chủ ngữ là ai ở đây nhé, mà là dùng somebody thì phải là dùng me, hoặc là dùng người khác thì tất nhiên là mình dùng she he, hiểu không? Em hiểu. Đang rồi đi tiếp này. Đúng nghĩa đen đủ Nói không với cục gã vậy. chắc chắn tị. Without fail mà không thất bại. Without là mà không nhá, fail là thất bại, mà không thất bại. Em đúng đúng rồi nhỉ? Em nói là gì? Nó không có cục ngã, nó không có thất bại. À, thì à, chị nghe ra cái gì tự nhiên quên rồi. Nghe quên luôn. Đây. You have got to be in it sao nhiều cái từ gì nhỉ? You have Là got. không thử sao biết, khó hiểu đúng không? No, you have got to be in it to Đây nhá, rồi tóm lại là mình sẽ bổ nó ra để mình dễ nhớ. You have a got to be in it là bạn giống như kiểu là bạn phải vào hang hùm thì mới bắt được cọp ấy. Ý là phải tham gia nó thì mới win, mới thắng được nó, nghĩa là phải thử thì mới biết. You have a got to be in it to win it. Bổ ra cho dễ đọc nhá. it. Okay. Rồi qua đến phần học vẫn là như thế, vẫn là nhiệm vụ đi lần lượt lần lượt. Đây nào, Học rồi chứ ừ, học học không vừa làm nãy bài tập. Đây một cái gì đó rất trong quá khứ nó rất thành công, cái số 2 triệu thì howling dramatic improvement highly effective way. Receipt for disaster. Một cái gì rất thành công. Một the success thành tựu ấn tượng. An impressive accomplishment. Unprecedented success. Bản thân cái từ pre nghĩa là trước, mình chưa có trước đây, thành công chưa có trước đây. Cái số 1 Hình như quá. barefoot à? Thế sao nó gọi là barefoot được chứ? Kiểu đúng là mang được quá. Chị công nhận thôi nhá, chị chỉ công nhận những gì mà người ta có em. Mang những điều tốt nhất đến. Bring out the best. Completely fail. Completely fail. Completely nó là tính từ hay là trạng từ gì? No, completely đã là daily thì phải là trạng từ. Lúc đấy là động rồi, trạng động nhá. Nhưng mà trong cái thế đó là tính 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 từ gì? Bởi vì ly cũng cũng có trạng từ rồi. Complete nó đã là tính rồi thì completely là sao? Thành tựu quan trọng nhất, thành tựu quan trọng nhất, thành tựu đáng kể, cái mà một đấy chị. That's on Tắt hy vọng của ai? là sao chị tất phải thất bại sao? Fail miserably ở đâu tất phải thất bại sẽ ở Nghĩa chị. là cái này là mình sẽ phải chịu đựng cái thất bại này và không có cái gì thay thế được. Đáp án số 2 nhé. Doom Doom to fail. Bản thân cái từ doom có nghĩa là mình cam chịu ấy, nghĩa là mình chịu nó. Mình không thay đổi failure. nó, thay đổi gì. Stress on fail miserably. Đấy cái từ miserably cũng là trạng từ luôn nhá, bởi vì cứ daily không hẳn là cứ daily là trạng đâu, bởi vì có những cái daily vẫn là tính, ví dụ như là friendly chẳng hạn, nhưng nhìn chung ấy là daily là sẽ là trạng nhiều hơn.
Ok. Cái Thì số 3. nó dài dài thì thôi chứ nó quen. Khi có hit home run ạ. Cái cụ với nó bị làm sao rồi nhỉ? Nếu mọi cách không được, không được. Nghĩa là tóm lại là gì? Số Thử mọi cách thì 4 đấy nó chị vẫn ạ. có những cái tình huống xấu nhất xảy ra. Số 4 đấy. Rồi, số 4. Trong tầm tay. Trong tầm túi. Ừ, Tầm chết. túi. Ừ. Khi thứ success ạ. Có something in one hand nhá. Cái gì đấy tôi nắm trong lòng bàn tay ấy. À, vâng. À rồi, chỗ này key to success. Okay, chụp từ nữa không Dài thế chị. sao? Vâng, chụp từ One nerve. Make a two, break a breakthrough, make a breakthrough. Make a good process, progress progress. mà thể hiện không có gì đặc biệt. Medical performance. Mediocre. Đây 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 Đọc đây. cái nào chị? Nghe nào. Mediocre, mediocre, Nghe như kiểu tiếng tiếng gì ấy. Rồi, mediocre. Mediocre, bốn âm. Mediocre, ha. Mediocre performance, not good performance. Đây là not good đấy. Đáp ứng nhu cầu. Có vẻ tên cũng này, hôm nay cũng chưa biết. Cái Đó số 2 là không, số 2, số 4 ở đây nhá. thì Meet sao? the nghĩa là cái the need, nghĩa là đã cái là cái nhu cầu mình cần rồi. The demand cũng là cái nhu cầu, có nghĩa là mình cần cái gì đó. Meet the need of, meet the demand for something. Mình không hạn chế nhất định. Nãy là mình có khởi không? Em không chắc cái đấy là gì. Số 4, quản bản thân là mình sẽ chưa thuộc cái từ modest, có nghĩa là khiêm tốn thì phải thôi cái từ Mô rất là khiêm tốn đấy. humble, modest humble. No pain, no gain ạ. Thực ra cái việc là có công mài sắt có ngày nên kim với lại cái cụm là ánh sáng dưới cuối đường hầm là gì nhỉ, là rất dễ thành công ấy, cảm giác nó cũng gần gần. Công phận một. Phenomenal success ạ. Chỉ những người tay trắng làm nên sự nghiệp lớn. Ý là từ rẻ rách đến giàu Rag to riches. á. Nhưng mà Cái tôi dễ cái hiểu từ rag này là sao chị? là rẻ, nên mà nói cái À rẻ rách ok. nhé. Có khả năng cải thiện. Room for improvement ạ. Đấy. Cái chỗ để mà chúng ta cải thiện được. See the light at the end of the tunnel. Cái số 1 ạ. Cái này bạn nào mà chưa biết từng từ thì nó quá khó, biết rồi là thành cũng dễ mà. Đúng rồi. Không đúng chính. Không, đúng, thiếu chính xác. Ở cái số 3, 3, 3. Không đúng. Respect for somebody. Hai từ cuối đây. Nhất chắc chắn xác định Ờ, way cái of the này mark là chị hay là cái nó gì là đấy, without fail mà không thất bại. chắc chắn nhất định, Ê, cái ý tưởng không không ấy, không thử sao biết. ý là bạn phải vào thì bạn mới bắt được cọp chẳng hạn. Một ạ, một ạ. You have got to Chứ từ để be lại là you have got to be in it. Là sao? nhưng Em mà quên đọc rồi. hai ba lần thì cũng sẽ quen đúng không? You have got to Rồi. be in it to win it. Rồi, phần chốt đến phần bài tập. À, chốt được phần này xong nữa thì còn gì đâu. À, hoàn thiện rồi nhá, đây là collocation mình đã nói đến. À, đi xuống bài tập luôn cũng không cần nhìn lại nữa. Rồi đây nào. Rest. Ngon lành quá đúng không, ăn mặc để thành công. Em put on my best suit for the interview, nghĩa là Có chắc là ăn vào để thành công chị. phải mặc đẹp thì người ta mới có ấn tượng, người ta phỏng vấn nó mới là một cái bước đệm đầu tiên để mình thành công. Có hay nhá, có revolutionary product nghĩa là cái cách mạng, của cách mạng cho cái sản phẩm này. iPhone nó nâng đời, nó cải tiến.
và nó đã trở thành một cái thành công thì được. Cho thấy cho chị đáp án không ạ? Chị vừa bị mất mạng đấy. Thế hả chị? Chị vừa bị mất Thế mạng. chị, em thì chị đem một lúc em trả lời xong mấy câu rồi. Rồi nào, bây giờ chị mới đang nói đến câu 2. Because the first iPhone was a revolutionary product, it became a holy success. Ừ, rồi. Đó là đáp án số 2, số B hay là số A? Số À, C chị ạ. em chọn C hả? Chết rồi, chết rồi. Vâng. Đâu. Em tưởng có Holic mà, vừa nãy em nhìn rõ từ Holic. Howling. Rolling Shostak. Các bạn. Ở sao vậy, chị biết là Holic? Thế hả? Đâu? Chắc luôn nhá. Hay là chị biết Em nhầm? nhớ là thế mà. Chắc lại luôn, chắc lại luôn. Là được. Tôi sẽ là thôi rồi, chắc luôn. Chắc luôn cho nói Holic mà gì đấy. là. Rồi. Chỗ này là ok. Rồi. Không thể Sao sai nhỉ. nhỉ? Thực ra đáng nghĩa nó phải là rolling chứ nhỉ? Là holding, rolling. Bây giờ rồi nhá, theo chị theo theo phần lên quiz chứ. mạng search. Rồi, dừng sau. Chuyển, ba. Ở chỗ là bây giờ lại bị tơ ở Quillet rồi chị. À, rồi chị chưa chuyển. Đây. The new movie they are making is about rock to a rich overcome all the problems Rồi, he back faced. to Rick. Và lưu ý là ví dụ cái từ Rick này thì nó sẽ phải có S. Nên mình phải chọn đáp án là D vì nó có Riches. S mới chuẩn. Back to the Rick. Số 4. It took a while for US to get a new client. But we can see the light at the end of the tunnel. Rồi, thấy ánh sáng dưới đường hầm. Next. Did you see that price? I hope you bought your raffle ticket because you have got to be in it to win it. To have or not to be in Thử it biết đâu gì? to win. Thế này là phải thử mày biết đúng không? Phải từ biết chính xác. It Nào was này. a difficult question, but I really feel I like home run. Rồi, a hit home run, quan trọng nghĩa của câu nhá, quan trọng nghĩa của từ Thế nhá. là bây giờ ví dụ mà em bảo house run thì sao? A hit home run. Đấy, quan trọng là mình sẽ có sự phân biệt giữa cái từ home và từ house. Tất nhiên là trong cái phần này collocation nó là home thì mình nói dùng nữa là home nhé, nhưng mà mình sẽ có sự phân biệt giữa home và house. Hỏi nhỏ My quá rồi cái home, home nó sẽ thiên về cái việc là tổ ấm trong gia đình, còn cái phần house ấy nó sẽ chỉ thiên về là cái vật chất bên ngoài thôi, cái bề ok. ngoài á. Đó. Rồi, còn cái cụm mà hit the home runs có nghĩa là hoàn thành sắc. Sắc. Nào, hit the home run. Đi tiếp này. Eventually her afford cái này là cái này là cái barefoot đấy chị. Cuối cùng thì nỗ lực của cô ấy, đúng không? Cái Boa. B bây giờ nó chuyển thành quá khứ đấy. Đã gặt được. Ơ, em tưởng B là con gấu. Đúng Ok, rồi nhỉ, chỗ này ok đấy. Chị thấy nó cũng dọc giờ đúng không? Đó. Ở đâu? Từ từ đã nào. B đúng là con gấu. Chắc chắc hay là lại nó thời còn một điểm nghĩa nhá. khác là gì đúng không? Cảm giác chị cũng bị dối. Cái từ B là con gấu thì đúng rồi, nhưng mà quan trọng là Đúng phân rồi, nó có một từ biệt nữa, nó có một nghĩa khác hay sao? đây là phân biệt hai này. Hình như lúc nãy ở trong đề không phải sai đâu, cái o đấy là đúng không? Để xem lại này. Hình như là ba cái bo là ấy rồi đúng rồi chị, Hay là hay BA đi. là bo ấy. Nó Có phải đây suy này. về quá khứ ấy. Ever. No, cái này là dâu rồi. Lẫn này. Chắc có hai từ be chị ạ, một là con gấu, hai là cái gì đó. Một là con gấu, hai là dâu. Ông be không thêm đây. Đâu
Bear đây vâng, cho con một nghĩa nữa là bear something. Ừ, tất nhiên nó có nghĩa là chịu đựng, nhưng quan trọng là mình đang muốn tìm cái quá khứ rồi đây này, dùng là từ bo rồi đây này. Bo. Từ trong bài đang đúng, không phải là đi. Không phải bo. Một tí này đúng rồi đấy. Quá khứ của mẹ thì nó hơi hơi bị chắc Em bị lão chứ. lâu lâu là lâu lâu là bị Là lạ gây nhìn đấy. đây động từ. Ơ chưa, chị chuyển slide. Ok, Sao nó cứ bị kẹt ở nó cái chỗ. không tự nhảy ra rồi. Có 8 này. The company is a rare success story. Ừ, là chỗ này Cái đây phải... là đáp án D đây này, chứ không phải là successful mà cũng không phải là C được. Rất là cẩn thận. Rồi, Yes. đi tiếp 9. A lot of manufacturing company have been trying to make products that can Cái mà đáp meet. ứng nhu cầu ấy, cái mà đáp ứng nhu cầu nhé. Meet ạ. Ừ, rồi, đáp ứng nhu cầu. Meet the demand of someone. Xong, 10. Modern technology can promote the development of a variety of things, especially education. Promote ạ. Stimulate là thúc đẩy. Cái phần này nó thuộc đồng nghĩa chứ nó chẳng phải thuộc cái gì cả. Ở bài này bao nhiêu câu gì? 20 câu, mỗi bài 20 câu. Đi tiếp. If all else fail, without fail. Ấy nó là cái cụm mà If worst comes to worst. khi tình huống Chưa kịp xấu đọc. nhất gì em chọn cái gì vậy? Đây vậy? And if worst if worst nếu tình huống xấu thì xấu hơn thì tôi sẽ bán cái xe này. Em dễ hiểu đúng không? Em có thể hoàn toàn áp dụng câu này trong thực tế nhé. Ví dụ như là mình có thể nói là if something wrong, nếu mà một cái gì đấy, hoặc là if something go wrong, một cái gì đấy trở nên sai nhưng mà nghe nó đến cái đường cùng nhất thì dùng if work không có. Rất hay. 12 này. Autosmart thấy sự very ambitious. Ambitious là gì? Tham vọng. Em cứ bị quên đấy chị ạ. She is also very likable person. She bring out the Ở chỗ này, cái chỗ này nó điền mất cái từ best, back up rồi nhá. the best Cái in này nó điền order mất to back quickly up win the rồi. respect of Tóm lại là mình chỉ colleagues. cần điền cái vế đằng trước thôi. The best ạ. Say ạ. Ừ, đấy, tóm lại là bring out the best là thể hiện cái tốt nhất ra, đúng không? Không có gì cả. College là bạn đồng nghiệp thôi. 13 này. He wanted to be a doctor, but his teacher told him he wasn't smart enough, dashing his hope of a career in medicine, dashing his hope, making an No. À, có cả break. những anh không? Từ từ, Từ từ. dashing his hope là mất hy vọng mà đúng không? Đúng rồi, chính xác. Ờ Là đúng rồi, thế thì là B, B ạ. mất hy vọng của ai, dập tắt hy vọng của ai đấy. Thế là Rồi, B đúng make không chị? somebody abandon hope. Đó, chính xác không? Chứ không thể, đây này, mặc dù nó không có tất cả các câu khác nhưng mà em sẽ có thể nhìn là mình sẽ có make a work progress là có quá trình tiến bộ, hay là make breakthrough là đột phá, hay là nỗ lực thì nó cũng là những cái cụm collocation khác đấy, nhưng mà nó hơi dễ thì mình sẽ không cần phải câu nào cũng cho. Đi What? tiếp mình thử. He had the opportunity to do a pretty deals internship in another country, but he lost his temper. Tóm lại là Mood lo nốt thì bằng với từ gì đúng không? Bây giờ hiểu câu này như nào? Từ chỉ đợi em tí em nghĩ nó là huyết quản đúng không chị? Cái từ nào em không biết là nói lại Cái từ ô nước ấy có phải là có từ sao cứ quên nhỉ, em có từ nervous nhá. À không, cái từ này no, chị bị lộn rồi, chị bị lộn rồi. Nervous thì là lo lắng, nhưng mà cái từ nerve này thì không có nghĩa là lo lắng đâu, mà bên trên nó vừa có nghĩa là mình thành công. Đây nhìn lại một chút này, mình biết nhớ bài có someone này. Đây, mất tự tin. Mình dịch trong bài là mất tự tin. Đó. Xem lại phía nó phải huyết quản không chị? mất tin. Sao liên quan gì đến kết quả nhỉ? Không, huyết huyết quản đấy chị ạ.
Chị khó nghe, chị không nghe được cái từ em biết nói là gì luôn. Cái huyết quản đấy chị. À, huyết quản à. Vâng. Đấy, nghe tiếng Việt còn kiểu còn đang chưa biết huyết quản là phần nào, nhưng mà có vẻ hiểu như là phần cổ họng thôi đúng không? Dây thần Kiểu kinh đấy hả? em nhớ Nó nhớ là chỉ có thế. một cái là nervous system thôi, hệ thần kinh thôi. Nào. Thế chắc em lại nhớ đâu rồi chị ạ. Rồi nhớ đi đâu thôi. Rồi, tập trung vào cái bài này, nó là mất tự tin đã, bây giờ cái gì là bảo cái tin mất tự tin. Mất tự tin à? Chắc là chỉ có cái C thôi Đấy, bản thân cái từ này đúng không? Spirit là tinh thần, đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà mình đang muốn hiểu cái câu cả từ câu 14. Cái gì đây? anh này đã có cơ hội để làm Ừ. cái bài Cái internship, này quan cái bài khảo sát chị, trọng. Ừ. Đấy, quan trọng là cái này cái bài này. phỏng vấn ạ. Internship là thực tập. Internship là thực À, cái bài tập. thực tập. Và prestigious là gọi là quý, ví dụ như là mình sẽ có danh giá, được có danh giá cái trường mà nó prestigious university, cái trường mà nó danh giá ấy. Tóm lại là có một cái kỳ thực tập khá là danh giá ở một quốc gia khác, nhưng mà anh ấy mất tự tin và từ chối. Thì đấy là nghĩa ý là chị muốn dịch cả câu để hiểu là cái việc mà mất tự tin áp vào câu như nào. Rồi nhá, have the opportunity to do something but block somebody nerve and turn down. 15 này. Được, chắc là quên mất rồi. Bản thân Quay điểm học tập. mark thì có nghĩa là điểm hoặc là đánh giá, thì mình có từ waste mark ở đây là không đúng. Thế đây mà chị. À em nói D rồi hả? Được không? À, chỉ cần chưa nghe luôn á, thiếu chính xác, chưa nghe là D luôn á. Rồi, không. Thực ra nó là suy nghĩ kỹ nhé, là mình không đúng thiếu chính xác thôi, nhưng mà chưa chắc đã sai đâu. Completely Tỉnh tỉnh in tỉnh the tỉnh một tí nhé. pre-rate ạ. Rồi, hoàn toàn là không chính xác. Thực ra nó điêu. Unsure là không đúng này, đáp án C. Inaccurate không chính xác. False là wrong. Không đúng, hoàn toàn không đúng, thiếu chính xác thì nó sẽ sai. Nó sẽ sai hay đúng đây? I'm true, inaccurate, wrong, false. À, chị sẽ chọn đáp án là C đâu, Completely. hoặc là A. Hoàn toàn không đúng rồi chị. Chứ cái thôi of the mark là sao để em chứng thích À thì mình vẫn nói từ nãy đến giờ way of the mark là không đúng, thiếu chính xác ở đây rồi. Mình dựa vào cả câu nữa nhé, bởi vì đây nó giống như kiểu là câu đồng nghĩa thì không thể hoàn toàn 100% thế thì C nghĩa và của từ A này còn là nghĩa thực thi được. cả A và C ạ. Ừ, cái dự đoán thì chắc chắn là inaccurate, hoàn toàn không chính xác. Đáp án A có khi đúng nhất đấy, phần Vâng. B, C. Ừ, A trước. Sao mà cái từ false, cái từ wrong mình nó lại có thể gây nhầm lẫn như thế này nhỉ? Tôi rất là nhầm Hoàn toàn sai mà hoàn toàn lẫn sai. luôn á. Ô là sai, Effort con cũng là sai mà. Trời ơi. to Đúng reduce á. tin Câu 15 này pegani đúng là chị cũng đang rất là không pegan biết thế city nào luôn at nhá. Ừ. Rồi, thôi thôi, đi tiếp a sex hơi chuối nhỉ. này. 15. Success. Ừ, rồi, nghĩa là cái. Nó là Em nhớ, em nhớ cái từ từ, chị bình tĩnh, em nó vừa nhảy ra rồi, em từ từ Hôm nãy thì mình có modest hoặc là humble start. cái mà khiêm tốn ấy chị. Đúng rồi, chính xác rồi, khiêm tốn. À, cái Khổ từ này quá khổ lắm nhá, cái từ modest này nó. Cái em nỗ biết lực dùng từ để mà này. giảm cái việc là tỷ lệ mang thai ở thanh thiếu niên, nhưng qua giáo dục giới tính thì vẫn rất là khiêm tốn. Đi tiếp một bài. I made a real breakthrough in my English when I start practicing listening more often. Ôi thật à? Cái breakthrough trong từ, thôi tôi dịch cả câu đi. Tôi đã từng
đó là đột phá cái tiếng Anh của tôi khi mà tôi bắt đầu luyện 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 nghe thường Nghe xuyên nhiều hơn. hơn đúng không? Thực ra là mình chẳng cần phải luyện nghe đâu, mình cứ xem nhiều, tóm lại xem tất cả những cái gì bằng tiếng Anh là đã tốt rồi. Ở nhưng mà tại sao ngày nào em cũng xem mà em thì nó vẫn thế vậy nhỉ? Nhìn chung là nếu mà đã đạt đến cái ngưỡng mà xem nhiều rồi không 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 ấy nữa thì quay ra làm một tập. Ờ, chắc Làm thế một tập. Còn còn lúc mà chưa làm được một cái tập nào thì phải quay ra xem. Tốt này. am not a complete pacifist. I just believe war should be the last Là gì ạ? cái mà từ từ em nhớ nhưng mà em quên mất từ tiếng Việt nó rồi chị ạ. The last, không phải là cái gì lúc lúc trước em nói là cái từ gì ấy nhỉ? Không. Tóm lại nó là giải pháp cuối cùng nhưng mà lúc trước Đây em đây nói đúng là rồi, cái giải gì pháp ấy? Chị đang muốn là lần đầu em dịch nó là cái gì? thế là gì? Tóm lại cái từ này là giải pháp cuối cùng. Tôi không hoàn toàn là yêu hòa bình nhá. Chủ người theo chủ nghĩa hòa bình. Tôi chỉ tin rằng là chiến tranh should be the last resort. Hiểu không? Không hiểu câu này không? Em hiểu rồi ạ. Đó. Dù sao thì chiến tranh đúng là giải pháp cuối cùng. 19. There is a lot of room for Đúng improvement in rồi, these writing skills. đúng rồi. Nó có nhiều phòng à? Cái gì? Ngồi nhiều phòng đâu. Nhiều cơ hội đúng không? Đấy. A lot of room for improvement. Nhiều cơ hội cho việc thăng tiến. 20 này. Operation was doomed to failure from the word begin. Là gì? Thả câu đi, nghĩa thả câu đi. Em nhớ. Cả một cái cụm, nó có cả một cái cụm đằng trước này cũng là cái mà mình học luôn nhá, là Ừ, doom to em nhớ rồi. failure đấy, là mình không thể tránh được nữa, mình cam chịu thất bại, nghĩa là đó là thất bại tất nhiên. Nhiên cái cuộc phẫu thuật này, operation mà cuộc phẫu thuật này sẽ là một cái thất bại tất nhiên ngay từ lúc đầu rồi. From Thất the bại tất nhiên đó. worst, Tại sao chị lại là đang thất bại tất nhiên ý nhỉ? là gì? Ngay từ đầu đáng nhẽ là chúng mình không nên phẫu thuật bởi vì chúng mình đã có thể dự đoán được là nó gây ra một cái điều không tốt. Nhiên là điều tất yếu sẽ xảy ra nhé. Điều không có thể, cái này là đang liên quan đến vấn đề tiếng Việt. Điều tất yếu sẽ xảy ra mà cái này nó là thất bại. Thất bại tất nhiên, thất bại chắc chắn sẽ xảy ra, có thể đã dự đoán được ở đằng trước rồi nhưng mà chúng mình vẫn làm thì nó là Ok doom chị em to hiểu failure. Rồi. Còn from the beginning, à from the word, từ lúc mà bắt đầu. Thì như này, chị cảm giác như là mình cũng tốt đấy. Đấy. Nhưng mà em có sợ viết không? sao thế chị Em có sợ phải viết vở không á? biết Nghĩa là vở em có á. sợ viết bài không nhá? Thì chị sẽ có một cái nhiệm vụ yêu cầu là em sẽ nhìn vào cái phần bài tập này. Đấy. Em có thể không cần in phiếu cũng được nhá, mà em sẽ viết lại những cái từ đấy và kèm với nghĩa, xong rồi chụp lại chị để chị biết cái Ví nhiệm vụ dụ này. gì? Đang hiểu yêu cầu không? Nhìn chút mà chị. Em hiểu Đây, nhưng mà phải có ví dụ. ví dụ như Ý ngay câu đầu ý tiên em nhá. là phải kèm ví dụ. Có phải kèm ví dụ không À không cần ví dụ, cái ví dụ là mình cho giải, chỉ cần viết cái nội dung chính thôi. là gì? Ừ, cái nội dung À chính thế thôi. thì Mình được. sẽ tổng tóm lại là mình sẽ có 40 cái cụm hôm nay học được, mỗi bài 20 cụm ấy. Đó. Thì viết lại vào vở để cho nó nhớ bài. Và viết rồi thì chụp thì biết là mình đã viết bài. Không 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 không